Một máy bay của hãng Ethiopian Airlines với 157 người trên khoang đã rơi trên đường đến Nairobi, thủ đô Kenya vào hôm 10 tháng 3. Thông báo được Ethiopian Airlines đưa ra vào sáng ngày 10 tháng 3 cho biết, một máy bay Boeing 737 của hãng đã gặp nạn vào lúc 8 giờ 38 phút theo giờ địa phương ở thị trấn Bisotu, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 50 km về phía nam. Thông báo có đoạn, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra và chúng tôi chưa thể xác nhận được các trường hợp sống sót hoặc thương vong. Sky News dẫn thông tin từ văn phòng thủ tướng Ethiopia cho biết chiếc Boeing chở 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đang trong một chuyến bay theo lịch thông thường. Thông tin đầu tiên về vụ tai nạn được đưa ra trên trang Twitter của văn phòng thủ tướng Ethiopia, trong đó dành những lời chia buồn sâu sắc nhất với mất mát của người thân và gia đình các nạn nhân.